Thuận Nam nằm ở cửa ngõ phía tây nam của tỉnh Bình Thuận, giáp ranh với huyện Hàm Tân, huyện Tánh Linh, huyện Hàm Thuận Bắc, thị xã La Di và thành phố Phan Thiết. Tổng diện tích tự nhiên của huyện là hơn 105.000 hecta. Địa hình phân chia rõ rệt thành các vùng trung du, miền núi và ven biển. Qua 4 thập kỷ xây dựng và phát triển, huyện Hàm Thuận Nam đã từng bước vượt qua bao khó khăn, thử thách buổi ban đầu để không ngừng vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những địa phương của tỉnh có quy mô nền kinh tế khá, tốc độ bứt phá nhanh, bền vững với nhiều đặc trưng, lợi thế ít nơi nào có được. Huyện Hàm Thuận Nam hiện đang đi đúng hướng và trên đà phát triển nhanh, góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Cách đây 40 năm, vào ngày 1 tháng 6 năm 1983, huyện Hàm Thuận của tỉnh Bình Thuận được Trung ương quyết định chia tách thành hai huyện là Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam. Lúc mới thành lập, Hàm Thuận Nam có 9 xã, bao gồm Tân Lập, Tân Thuận, Tân Thành, Mỹ Thạnh, Hàm Cần, Hàm Thạnh, Hàm Mỹ, Hàm Kiệm và Hàm Minh. Hai năm sau, có thêm xã Mương Máng, Hàm Cường và Thuận Quý. Đến năm 1999, thì thị trấn Thuận Nam, trung tâm huyện lỵ, được thành lập trên cơ sở tách ra một phần từ xã Tân Lập. Từ đó đến nay, huyện Hàm Thuận Nam có 13 đơn vị hành chính, gồm 12 xã và một thị trấn. Những ngày đầu thành lập, cũng như các địa phương khác trong tỉnh, quy mô nền kinh tế và mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của huyện Hàm Thuận Nam còn non yếu, chồng chất, bao thiếu thốn khó khăn. Cả thị trấn Thuận Nam khi đó cũng chỉ thấy mỗi quốc lộ 1A là tuyến đường hiện đại nhất. Còn lại, phần lớn là đường đất, đường mòn. Nhà cửa thưa thớt, rất khó khăn. Giao thông đi lại khi ấy hết sức trở ngại. Nhiều xã miền núi như Hàm Cần, Mỹ Thạnh rất nghèo nàn, lạc hậu. Muôn vàn thử thách ấy trong những năm đầu thành lập đã đặt ra cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hàm Thuận Nam nhiệm vụ hết sức nặng nề. Đó là nhiệm vụ phải thoát nghèo. Phải phát triển sản xuất. Phát triển kinh xuất là vẫn phát triển nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Nhưng mà quan trọng là phát triển nông nghiệp là chính. Trong cái phát triển nông nghiệp đó, thì huyện lúc đó là tập trung là phải bố trí lại cây trồng. Bố trí lại cây trồng và con nuôi trên từng cái vùng đất cho nó hợp lý, chứ nếu ngay bây giờ thì không, hiện trạng là không được. Đó, rồi phải đầu tư cho công tác thủy lợi, nghĩa là làm thủy lợi nhỏ lúc đó là chỉ đắp vét mương rồi là đắp dòng giữ nước lại để cho bổ sung là tưới cho một vụ thôi, chỉ cho một vụ ăn chắc thôi chứ chưa nói tới hai vụ, để làm thủy lợi nhỏ để tưới một vụ ăn chắc. Đó, cho nên như vậy rồi phát triển cho được cái giao thông nông thôn. Với quyết tâm chính trị cao nhất cùng với sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, đảng bộ huyện Hàm Thuận Nam đã kịp thời cụ thể hóa những chủ trương, ban hành những nghị quyết, quyết sách đúng đắn để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. 40 năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hàm Thuận Nam luôn đoàn kết một lòng để kiến thiết, xây dựng và phát triển huyện nhà với nhiều kết quả thành tựu nổi bật. Trong những cái thời điểm rất khó khăn thì các cái thế hệ lãnh đạo của huyện Hàm Thuận Nam là luôn luôn bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, tranh thủ cái sự đồng tình và ủng hộ của các cấp các ngành cũng như cái sự đồng thuận của nhân dân để đầu tư cho cái nguồn lực và đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phục vụ cho cái sự phát triển của địa phương. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân đoàn kết thống nhất với tinh thần là tự lực tự cường, sử dụng có hiệu quả cái nguồn lực và cái cơ sở vật chất hiện có, khai thác những cái lợi thế và cái tiềm năng của địa phương, rồi là kêu gọi đầu tư, huy động sức dân để mà thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội từng bước ổn định và nâng cao cái đời sống
của nhân dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn cái nhu cầu của phát triển. Đáng chú ý nhất là việc đầu tư mở rộng hệ thống mạng lưới thủy lợi, hồ đập, đem nước về tưới mát cho những cánh đồng, nương rẫy rộng lớn. Hàng loạt hồ chứa nước lần lượt được xây dựng và đưa vào khai thác như hồ Tân Lập, hồ Đu Đủ, hồ Tà Mon, hồ Sông Móng, rồi đập Ba Bào. Và sau này, các tuyến kênh tiếp nước cực kỳ quan trọng để luân chuyển nguồn nước từ các hồ chứa, đảm bảo nước được cung cấp đầy đủ cho các vùng chuyên canh nông nghiệp rộng lớn của huyện. Mới đây, Trung ương đã chấp thuận đầu tư hồ Ca Bét với dung tích chứa hơn 50 triệu mét khối nước, mở ra cơ hội lớn để Hàm Thuận Nam mở rộng diện tích sản xuất trong nông nghiệp. Từ một địa phương khô hạn, đến nay Hàm Thuận Nam đã có gần 7.000 hecta được chủ động nguồn nước tưới. Trong phát triển nông nghiệp, Hàm Thuận Nam sớm chủ động mở rộng diện tích các loại cây ăn trái, nhất là thanh long, chiếm ưu thế hơn các cây lương thực, hoa màu khác. Hiện nay, Hàm Thuận Nam là thủ phủ thanh long của Bình Thuận với diện tích khoảng 15.000 hecta. Thanh long, từ một loại cây trồng thoát nghèo, đã từng bước giúp nông dân vươn lên làm giàu. Tính trong năm 2022 vừa qua, tổng sản lượng thanh long của huyện Hàm Thuận Nam đạt gần 400.000 tấn, lớn nhất so với các địa phương trong tỉnh. Ngoài cây trồng chủ lực này, hiện nay Hàm Thuận Nam đang chú trọng vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao với dưa lưới, nho có giá trị kinh tế cao. Nhìn vào những thành tựu trong nông nghiệp, có thể khẳng định Hàm Thuận Nam hiện nay đang có một nền nông nghiệp phát triển khá bền vững và toàn diện. Có thể nói là cây thanh long là cái cây mà ban đầu nó là cái cây số đối dân nghèo. Nhưng mà sau đó là nó cây phát triển làm giàu. Và đến giai đoạn cuối này thì nó cũng là làm cho mình có phần khó khăn. Tuy nhiên thì tổng hợp lại mà nói thì phải nói là chưa có cái cây nào mà có cái chu kỳ phát triển kinh tế mà nó tốt và nó dài như cây thanh long. Cùng với trồng trọt thì chăn nuôi có bước phát triển tốt. Chăn nuôi nhỏ lẻ từng bước thay thế bằng trang trại lớn gắn với tăng cường ứng dụng các kỹ thuật hiện đại, kiểm soát môi trường và dịch bệnh. Đối với kinh tế biển, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản hồi năm 1983 ở Hàm Thuận Nam không đáng kể. Nhưng đến năm 2022 đạt đến 2.800 tấn, tăng trưởng bình quân hàng năm là 5,24%. Tàu thuyền công suất lớn, khai thác xa bờ được quan tâm đầu tư. Đến năm 2022, toàn huyện có 136 chiếc với tổng công suất gần 8.000 sức ngựa. Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tăng cường, xây dựng và duy trì tốt mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các xã ven biển Thuận Quý, Tân Thành, Tân Thuận. Ngoài nông nghiệp, ngư nghiệp, Hàm Thuận Nam trong thời gian qua luôn chú trọng đầu tư cho công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Nghề sản xuất gạch ngói truyền thống ở đây đến nay vẫn được duy trì và không ngừng phát triển. Năm 1983, khi triển khai công tác cải tạo công thương nghiệp chỉ hóa giá và đưa vào sản xuất tập thể được 33 lò gạch thủ công. Sau khi sắp xếp lại, các cơ sở này đã được đưa vào hoạt động. Mỗi năm sản xuất được gần 2 triệu viên gạch và trên 70.000 viên đá chẻ để cung cấp cho nhu cầu xây dựng của huyện. Đến nay, nhiều nhà máy, xưởng sản xuất đã được đầu tư xây dựng quy mô bài bản. Không ngừng nghiên cứu cách công nghệ chuyển đổi từ việc sản xuất thủ công. Đến nay thì công ty đã chuyển đổi công nghệ tiên nan công nghệ cao nhằm tạo ra các sản phẩm gạch ngói chất lượng cao, tạo phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng và góp phần vào cái việc phát triển của địa phương. Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1 và Hàm Kiệm 2 được xây dựng với diện tích trên 500 hectare và đi vào hoạt động với nhiều ngành nghề. Hiện nay, toàn huyện có trên 200 cơ sở doanh nghiệp với hơn 7.500 lao động đang hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Điều này cho thấy tiềm năng của huyện Hàm Thuận Nam trong bứt phá về lĩnh vực công nghiệp là rất lớn. Trong ngành công nghiệp năng lượng, Hàm Thuận Nam đã thu hút đầu tư được 13 dự án điện năng lượng mặt trời và điện gió. Trong đó có 2 dự án điện năng lượng mặt trời và 1 dự án điện gió đã đi vào hoạt động. Được cái là thiên nhiên ưu đãi, cái địa hình ở đây và cái khí hậu ở đây nó thích hợp cho việc cái đầu tư cái năng lượng tái tạo mà là năng lượng mặt trời. Cho nên là sau gần 4 năm hoạt động thì nhà máy là
thu hoạch rất là hiệu quả. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, có núi rừng và biển, những năm gần đây, du lịch ở Hàm Thuận Nam cho thấy có bước phát triển tốt. Đến nay đã có 77 dự án du lịch đăng ký đầu tư trên địa bàn huyện, trong đó có 23 dự án đang hoạt động, 29 dự án đang xây dựng. Hàng năm đón trên 300.000 lượt khách du lịch, riêng năm 2019 đã đón gần 500.000 lượt khách. Doanh thu hàng năm đạt trên 100 tỷ đồng, riêng năm 2019 doanh thu đạt trên 200 tỷ đồng. Các loại hình du lịch phát triển theo hướng ngày càng đa dạng hơn. Khu du lịch Tà Cú đã được doanh nghiệp đầu tư mở rộng, gắn với tổ chức hội thi leo núi Tà Cú Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Giải đua xe đạp vòng quanh núi Tà Cú tạo ấn tượng tốt. Đặc biệt, gần đây đã thu hút thêm 4 dự án mới với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Du lịch Hàm Thuận Nam đã dần định vị trên bản đồ du lịch của tỉnh và cả nước. Trong đó, Hải Đăng Kê Gà và núi Tà Cú vẫn là hai biểu tượng đặc biệt. Khu du lịch Tà Cú được xây dựng hệ thống cáp treo hiện đại vào năm 2003. Đến nay thì cũng tạo điều kiện cho người dân địa phương cũng như là du khách khắp nơi có thể dễ dàng viếng cảnh chùa, tham quan cảnh chùa cũng như là viếng Phật. Vừa qua thì chúng tôi cũng có lên kế hoạch triển khai và xúc tiến cải tạo toàn khu du lịch để khu du lịch có thể tiến tới là một khu du lịch tâm linh vào bậc nhất nhì ở khu vực này. Lĩnh vực giao thông hạ tầng của huyện Hàm Thuận Nam qua 40 năm cũng cho thấy sự bứt tốc mạnh mẽ. Ngoài việc có được lợi thế là tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua huyện, Hàm Thuận Nam đã chủ động đầu tư mở rộng hàng loạt tuyến đường liên xã, liên huyện quan trọng như DT712, DT719, nối liền các xã với trung tâm thị trấn Thuận Nam và các địa phương lân cận. Hiện nay, tuyến tỉnh lộ 719B quy mô lớn đi qua 3 xã của Hàm Thuận Nam, nối thành phố Phan Thiết với thị xã La Di đang gần về đích. Cùng với tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây đi qua nhiều xã của huyện, mở ra một mạng lưới giao thông hiện đại có sức liên kết cao. Ngày trước thì khi đi đâu thì đường là phải nào là đất, nào là ổ gà, nào là lấp lởm thì thuận tiện, cái việc giao thông nó không có được thuận tiện lắm. Còn đối với bây giờ thì rất là thuận tiện và người dân phải nói có cuộc sống thay đổi mới hơn. Đô thị Thuận Nam, trung tâm huyện lỵ của huyện Hàm Thuận Nam, ngày nay hoàn toàn đổi thay, khoác lên mình chiếc áo mới to đẹp và khang trang hơn nhiều lần so với buổi ban đầu thành lập. Còn ở nông thôn, nhờ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới mà nhiều xã đã vươn mình xóa nhòa khoảng cách giữa thành thị với nông thôn. Nhiều biệt thự quy mô hoành tráng mọc lên, phần lớn ở các xã nông thôn mới. Khoảng cách giữa đô thị với nông thôn ngày càng xích lại gần nhau hơn. Nhiều xã điểm nông thôn mới của huyện Hàm Thuận Nam hiện nay có tốc độ phát triển mạnh mẽ, bứt phá trên nhiều lĩnh vực như Hàm Minh, Thuận Quý, Hàm Cường, Tân Thành, Tân Thuận. Đối với Hàm Cần và Mỹ Thạnh, hai xã đồng bào dân tộc thiểu số, hiện nay cũng đã có bước khởi sắc. Đời sống của bà con đã khá hơn nhờ các chính sách nhân văn của đảng bộ, chính quyền, tỉnh, huyện. Trước đây thì rất là nghèo khó. Sau khi mà thay đổi mới, mấy năm vừa qua, bà con ở đồng bào dân tộc thiểu số xã Hàm Cần thấy là càng ngày càng phát triển. Nhất là cái nguồn kinh tế, bà con ngày phát triển ngày càng nâng lên cao. Xác định văn hóa là hồn cốt của dân tộc, Hàm Thuận Nam những năm qua luôn chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của địa phương. Tập trung xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có chiều sâu và hướng về cơ sở. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật được phát triển sâu, rộng, nội dung được đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng cao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng mạnh về cơ sở. Các xã, thị trấn đều có đội văn nghệ quần chúng và nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm, ca múa nhạc duy trì hoạt động thường xuyên, góp phần tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, cũng như phục vụ nhu cầu của nhân dân. Hiện tài là nguyên khí quốc gia. Hàm Thuận Nam xác định rõ tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển.
hiện nay 100% trường học của huyện đã được kiên cố hóa và phân bố đều khắp các địa bàn dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được cấp sách đến trường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học tiếp tục được tăng cường đầu tư theo hướng hiện đại, trường đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, trung học cơ sở và tốt nghiệp trung học phổ thông được tăng lên qua từng năm. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, trung tâm y tế huyện và hai phòng khám đã được đầu tư kiên cố khang trang. Các xã, thị trấn đều có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện có hơn 300 cán bộ y tế, trong đó có 47 bác sĩ, 32 dược sĩ. 100% trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai thường xuyên và đạt chỉ tiêu giao. Xóa đói, giảm nghèo được Hàm Thuận Nam chú trọng thông qua việc thực hiện tốt các dự án chính sách đầy tính nhân văn. Từ đó đã tác động tích cực đến đời sống của người dân, nhất là đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện cũng đã giảm từ 13,47% năm 2001 xuống còn 2,5% năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2022 tăng hơn 50 lần so với năm 1983 và tăng hơn 15 lần so với năm 1995. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được tổ chức, quản lý, thường xuyên huấn luyện, củng cố và kiện toàn. Công tác gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu. Chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Để cuộc sống của nhân dân được bình yên, hạnh phúc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh, kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng tội phạm, giảm phạm pháp hình sự. Công tác điều tra, khám phá án được chỉ đạo quyết liệt. Nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng được làm rõ. Công tác bảo vệ an ninh nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, văn hóa, tư tưởng, an ninh xã hội luôn được chú trọng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được mở rộng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Thì lực lượng công an ngoài chấp hành tốt cái chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thì lực lượng công an toàn huyện đã thực hiện tốt cái biện pháp nghiệp vụ, tập trung xây dựng cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vững mạnh từ huyện đến cơ sở. Trong đó là những năm gần đây là xây dựng lực lượng công an thì quán triệt cái chỉ thị 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua 40 năm, công tác xây dựng Đảng luôn được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên rõ rệt. Hiện nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 2.455 đảng viên. Bình quân mỗi năm kết nạp được 61 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 2.730 đảng viên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được chú trọng, chất lượng và hiệu quả từng bước được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn đảng được triển khai đạt kết quả tích cực. Bộ máy các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên được kiện toàn. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm, coi trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên, ngày càng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hàm Thuận Nam sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ huyện, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ
và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, huy động tối đa các nội lực, phát huy tối đa các cái nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác có hiệu quả các cái tiềm năng, lợi thế của huyện, tập trung tháo gỡ những cái khó khăn, vướng mắc, đồng thời khắc phục những cái hạn chế, yếu kém để tạo ra thế và lực mới, đưa huyện Hàm Thuận Nam ngày càng phát triển nhanh và bền vững hơn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Cùng với đó, bộ máy nhà nước các cấp của huyện được xây dựng, củng cố ngày càng hoàn thiện, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được tăng cường. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực. Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được thực hiện có nề nếp, chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân ngày càng được nâng cao. Huyện đang từng bước hướng đến một chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Rất nhiều thành tựu đã đạt được trong 40 năm qua. Thời gian tới, với nhiều thời cơ và thách thức mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hàm Thuận Nam quyết tâm đoàn kết một lòng, tiếp tục vững bước đi lên, bám sát sự chỉ đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh để phát triển đúng hướng, bền vững. Thế hệ hôm nay rất là trân trọng rồi những cái thành tích cũng như là biết ơn những cái công lao đóng góp của các cái thế hệ cán bộ, lãnh đạo cũng như là công chức viên chức và nhân dân đã có những cái thành tích đạt được hơn 40 năm qua. Còn trong cái thời gian đến để Hàm Thuận Nam tiếp tục phát triển thì chúng tôi tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm và những khâu đột phá như thế này. Thứ nhất thì đi đôi với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng thì xây dựng cái bộ máy, cái hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngang tầm với nhiệm vụ mới. Cái thứ hai là cái cơ cấu lại cái ngành nông nghiệp gắn với cái xây dựng nông thôn mới, chú trọng cái xây dựng các cái mối liên kết theo chuỗi giá trị, rồi khuyến khích xây dựng các cái mô hình, các cái mô hình mà sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Vấn đề thứ ba là tôi cũng tập trung đó, là đẩy mạnh cái cải cách hành chính, trong đó là trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rồi nâng cao cái chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức và cái xây dựng, từng bước xây dựng cái nền hành chính theo hướng hiện đại. Vấn đề cuối cùng đó là tập trung với huy động cái nguồn lực, nhất là cái nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội để rồi thúc đẩy cái phát triển của Hàm Thuận Nam trong cái tương lai. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện Hàm Thuận Nam, 1 tháng 6 năm 1983, 1 tháng 6 năm 2023, với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, quyết tâm xây dựng quê hương Hàm Thuận Nam ngày càng vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới quê hương đất nước, khẳng định là một trong những địa phương giàu mạnh của tỉnh nhà. Ta xây dựng bao công trình, tô thắm thêm cho tương lai người sáng.